Vươn tay lên, hít sâu vào, thở ra. Hít sâu, vươn tay lên, đan tay lộn ngược, bàn tay đẩy căng lên, nghiêng người qua phải, thở ra. Hơi sâu vào, nghiêng qua trái, thở ra, kéo căng tay. Hơi sâu vào, nghiêng phải, thở ra. Hơi sâu, nghiêng trái, thở ra. Hơi sâu, nghiêng phải, thở ra, siết bụng, nghiêng eo, giữ 5, 4, 3, 2, 1, đặt tay phải lên gối. Đặt tay phải lên gối trái, nghiêng hông xuống, thở ra, siết cơ bụng, giữ 5, 4, 3, 2, 1, lên, hít sâu vào, đan tay lộn ngược, bàn tay lên lăn. Lộn ngược bàn tay đẩy căng lên, nghiêng qua trái, thở ra, nghiêng hông siết bụng, thở ra, đẩy thẳng tay, 5, 4, 3, 2, 1, đặt tay trái lên gối phải nào. Kéo căng nghiêng eo xuống, thở ra, 5, 4, 3, 2, 1, lên hít sâu vào, tay phải đặt ra phía sau, đẩy vai trái tới, mở vai phải ra sau, nhìn theo vai phải, xiết cơ bụng, thở ra, vặn người xiết sâu, thở ra, trở về, sâu vào, xoay trái, thở ra, bám chặt tay lên gối, vặn người xoay, thở ra, trở về, sâu vào, xoay phải, thở ra, mở vai, xoay thẳng lưng lên, đẩy căng lồng ngực tới. Hơi sâu vào, xoay trái, thở ra, mở vai, xoay đẩy căng lồng ngực, trở về, sâu vào, xoay phải, thở ra, vặn người xoay, siết bụng, thở, giữ thẳng cổ và xoay mặt ra sau, thở ra, giữ 5, 4, 3, 2, 1, hít sâu vào, xoay trái, thở ra, mở vai, xoay vặn người, siết bụng, thở ra, 5, 4, 3, 2, 1, trở về, hít sâu vào, hạ tay xuống, thở ra, tháo chân ra, duỗi hai chân, thả lỏng ra, xếp đổi chân, xoay người lại, xoay người lại, xoay người giống cô, quay mặt lại, đổi đổi chiều lại lan, đổi chiều lại lan, ngồi ngược, xoay mặt ngược lại lan, xoay mặt ngồi ngược lại, hai tay đan sau lưng, hít sâu vào, trường tới, cúi xuống, bật tay cao lên, thở ra, bật tay cao lên, nâng lên, hít sâu vào, trường tới, cúi xuống, hóp bụng, thở ra, ép mông lại, bật tay cao lên, nâng lên, hít sâu vào, trường tới, cúi xuống, hóp bụng, thở ra, trán mũi chạm sàn, bật tay cao lên, siết bụng, thở, 5, 4, 3, 2, 1, lên, hít sâu vào, vươn tay lên, xoay người qua phải, chống tay, chung tay xuống, siết cơ bụng, thở ra, lên, hít sâu vào, xoay người qua trái, thở ra, vặn người, siết eo, thở ra, lên, hít sâu vào, lan, ngồi ngược chiều lại em, quay lưng ngược lại, quay lưng ngược lại, xoay mặt lại, quay lưng ngược lại, thở ra, đổi hướng lại, xoay lại, xoay lại giống y cô nè, em đang ngồi quay cái lưng đó và em quay lưng ngược lại, đúng rồi, lên, hít sâu vào, xoay trái, thở ra, vặn người, xoay, thở ra,
lên hít sâu vào, ngả tay xuống thở ra, tháo chân ra, duỗi hai chân thả lỏng ra, ngồi lui về cuối thảm ở tư thế kim cương. Tư thế thì kim cương là duỗi mũi chân ra, mông ngồi trên gót, rồi co hai cẳng tay xuống, khuỷu tay chạm đầu gối, rồi đo len thêm một gang tay, mở hai tay ra rộng bằng vai, mở đầu gối ra rộng bằng hông, tay chân mình là bốn gốc vuông, cong lưng lên, rút gối xiết cơ bụng, thở ra, hít sâu vào, chung lưng xuống, rướn cổ lên, thở ra, cong lưng lên, rút rốn xiết cơ bụng, thở ra, hít sâu vào, chung lưng xuống, rướn cổ lên, thở ra, cong lưng lên, rút rốn xiết cơ bụng, thở ra, hít sâu vào, chung lưng, rướn cổ, thở ra, cong lưng lên, rút rốn xiết cơ bụng, thở ra, hít sâu vào, chung lưng, rướn cổ, suy nghĩ vào lưng giữa, lưng trên, giữ lại 5, 4, 3, 2, 1, cong lưng lên, rút rốn xiết cơ bụng, thở ra, cong lưng lên, rút rốn xiết bụng, thở, 5, 4, 3, 2, 1, xoay từ trái qua phải nè, thả lỏng và xoay từ từ, mềm mại cột sống, hít thở sâu. Buổi đầu mình cứ tập được bao nhiêu hay bấy nhiêu, tập trung vào lắng nghe cô hô hướng dẫn, rồi suy nghĩ lên thân thể mình, cảm nhận lên, xoay ngược lại. Ban đầu nghe và tập có thể tiếp nhận được 50% là bình thường, cho nên đừng có lo lắng. Mỗi ngày thêm một chút, thêm một chút. Cứ tập trung vào, vừa nghe, vừa cảm nhận lên cơ thể mình. Rồi hít thở, kết hợp hơi thở, hít thở sâu vào. Lui mông về, thở ra ở tư thế em bé. Tư thế em bé, mông chạm gót, trán mũi chạm sàn. Trường người lên, hít sâu vào, trường tới, xoay vai, ưỡn ngực, uốn cong lưng. Lui về em bé, thở ra, tâm chỉnh cam sao, lan chỉnh cam sao mà giờ chỉ thấy cái đầu không à. Trường lên, hít sâu vào. Đúng rồi, đúng rồi. Nhớ thấp vai xuống, đừng có chống đẩy lên mà vai cao lên lỗ tai. Suy nghĩ vào lưng giữa, lưng trên, uốn cong lưng giữa, lưng trên. Thở ra, rút rốn, xếp cơ bụng, lôi mông về. Thở ra, trường lên, hít sâu vào. Thở ra, rút rốn, xếp bụng, lôi mông về. Thở ra, trường lên, hít sâu vào. Thở ra, rút rốn, xếp cơ bụng, lôi về. Thở ra, trường người lên, hít sâu vào. Xoay vai, ưỡn ngực, uốn cong lưng. Ưỡn ngực tới, duỗi thẳng mũi chân. Tâm trí mình tập trung vào lưng giữa, lưng trên. Cảm nhận sâu vào, xiết mông đùi bụng, bảo vệ thắt lưng. Lui về, thở ra, lui mông về, chạm gót, xiết bụng, thở ra. Rồi bây giờ mình cũng trường lên, từ bên trái hít vào và đẩy mông qua bên phải, rồi kéo mông về, chạm gót, thở ra, rồi lại trường người lên, từ bên trái lên, rồi lại kéo mông về bên phải, thả lỏng cột sống ra, thở ra, hít sâu vào, trường người lên, lại đẩy mông về bên phải, kéo về, thở ra như con rắn bò đó, trường lên, hít sâu vào, lại lui về, thở ra. Bài tập
rất tốt cho những ai đau lưng thường xuyên mỗi lần đau nhức lưng. Lùi về thở ra lưng, đổi ngược chiều lại nào. Mình trường từ bên phải lên, hít sâu rồi lại đẩy mông qua bên trái, lùi về thở ra, hít sâu. Lùi về thở ra, mềm mại người đừng gồng nha. Hít sâu, gương mặt thả lỏng ra, thở ra. Lần nữa nào, trương lên, hít sâu. Và lùi mông về, thở ra. Tư thế em bé, lùi về, thả lỏng thân. Cuộn từng đốt sống nè. Cuộn là sao? Nhìn cô rồi tập theo, cảm nhận sau. Thả lỏng tay vai, thả lỏng cổ, kéo lưng lên trước, rút rốn lên, đầu lên sau, cùng thở ra. Hít thở sâu vào. Rồi bây giờ mở hai gót chân ra. Mở gót chân ra cho gót chân song song với lại hai đầu gối. Hít sâu vào. Từ từ ép mông xuống và cho mông lọt vào giữa hai gót chân, vươn tay lên xích cái bụng, thở ra. Duỗi căng mũi bàn chân ra nha, đừng có quạt hai cái mũi bàn chân ngang lại mà phải vuốt căng nó ra và ngồi xuống nó mới vào khớp cổ chân. Lên hít sâu vào, hạ tay xuống và kéo tay ra sau cho nó săn chắc vào cái phần bắp tay nè. Khi mình kéo ra sau mình cảm nhận cái phần bắp tay đang săn cứng lại. Thở ra, để lùi mông ra sau, siết cơ bụng lại, vươn căng tay lên, thẳng người lên, thở ra. Lên hít sâu vào, căng tay ra sau, lòng bàn tay hướng vào nhau và nó song song với hai vai, không có quạt ra vậy là không có độ căng gì hết mà phải khép lại, càng khép hai bàn tay lại với nhau càng săn chắc bắp tay. Thở ra, ép mông xuống, vươn căng tay lên, siết cơ bụng, thở. Hít sâu vào, lên và kéo hai bàn tay, lòng bàn tay hướng vào nhau, kéo gần lại. Thở ra, ép mông ngồi xuống, vươn căng tay qua đầu. Hít sâu vào, thở ra, rút rốn, xích cơ bụng, thở ra, chắc cơ bụng lại, ép xuống căng tròn mông. Hít sâu vào, thở ra. Hít sâu vào, thở ra. Hít sâu vào, thở ra. Đẩy lùi mông ra sau, ép xuống, vươn căng tay lên. Hít sâu vào. Rồi nè, hai tay mình nè, đã lòng bàn tay hướng vào nhau và kéo gần lại nhau và nhấp ra phía sau nè, nhấp ra sau. Đó, nhấp ra, lên. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hạ mông xuống, thở ra, ngồi xuống. Rồi, duỗi hai chân về trước, ngồi xích tới. Thẳng gối, dựng đứng hai bàn chân lên, dựng hai bàn chân lên, duỗi thẳng gối ra. Rồi mình sửa cho xương ngồi mình vững vàng dưới sàn thì lưng mình mới thẳng lên. Ngồi vươn dài đỉnh đầu, vươn hai tay lên, hít sâu vào. Trương người tới, đẩy lùi mông ra phía sau, trương tới gập xuống, thở ra. Những tư thế gập kéo căng, những người thoát vị đĩa đệm là mình sẽ co đầu gối lại, còn cột sống và gân kheo đồ tốt bình thường cứ kéo căng và ép xuống. Lên hít sâu vào, trương tới gọp xuống, thở ra. Trương dài tới, kéo căng gân kheo, căng cột sống lưng. Đừng gồng vai, cứ thả lỏng ra chứ không phải kéo chân là rút vai rút cổ lại. Thả lỏng phần vai cổ, hay để ý chỗ đó dễ bị gồng á. Lên hít sâu vào, trương tới hốt sát bụng, thở ra. Mỗi một lần mình thấy mình ép được sâu hơn
cơ thể nóng hơn, toát mồ hôi ra, mềm dẻo hơn. Lên, hít sâu vào, dương tới thở ra, hớp bụng gập xuống thở, hai tay nắm mũi bàn chân, ép xuống thở, xí sâu ép thở, xí sâu ép thở. Lên, hít sâu vào, nghiêng người qua phải, thở ra, mình co cẳng tay phải ngang với cái hông mình, co cẳng tay xuống luôn góc vuông, kéo căng tay trái qua đầu, xoay mặt nhìn lên, thở ra, nâng lên, hít sâu vào, đừng khom lưng, kéo căng lên và nghiêng người qua trái, thở ra, vẫn kéo căng lưng về bên trái chứ đừng có cong cái lưng, thụng cái lưng lại. Lên, hít sâu vào, nghiêng người qua phải, thở ra, nghiêng hông siết bụng, thở thẳng hai gối. Lên, hít sâu vào, nghiêng qua trái, thở ra, siết bụng nghiêng thở. Hít sâu vào, nghiêng phải, thở ra, nghiêng hông, kéo căng tay trái qua đầu, xoay mặt nhìn lên. Tay trái của mình, cái bắp tay là ở sau cái lỗ tai á. Rồi mình từ từ xoay cái mặt nhìn lên trần nhà. 5, 4, 3, 2, 1. Lên, hít sâu vào, thẳng lưng thẳng cổ lên, làng vương căng lên, nghiêng người qua trái, thở ra, kéo căng 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 lật vai phải cho cái bắp tay phải sau cái lỗ tai, xoay mặt nhìn lên trần nhà, xiết cơ bụng, thở. 3, 2, 1. Lên, hít sâu vào, xoay hai tay chống ra sau, các ngón tay hướng vào người mình, đẩy căng người lên, toàn thân giữ thẳng, tấm ván ngược, xiết cơ bụng, thở ra, hạ xuống, hít sâu vào, hai lên, thở ra, bàn tay ngay dưới vai, toàn thân giữ thẳng, chắc người, xiết bụng lại, xuống, hít sâu vào, ba lên, thở ra, để căng lên, siết bụng, thở, xuống, hít sâu vào, bốn lên, thở ra, để cao lên, hít sâu vào, năm lên, siết cơ bụng, thở ra, để căng lên, ưỡn ngực, vươn cằm, giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Hạ xuống, hít sâu vào, mở hai chân ra rộng bằng vai, vươn hai tay lên, xoay người qua phải, thở ra, mình chống tay phải thẳng hàng với bàn chân trái, bàn tay trái thẳng hàng với bàn chân phải, chống hai tay ở sau lưng cho song song với hai chân, rồi vặn người siết eo, chùng tay xuống, thở ra, vặn người siết chắc không lại nào. Lên, hít sâu vào, trương người tới gặp người xuống, nắm hai mũi bàn chân, thở ra, thẳng gối, trương lưng tới, xiết cơ bụng, thở. Lên, hít sâu vào, xoay người qua trái, cũng chống hai tay song song với hai chân, thở ra, vặn người siết eo, thở siết thở, chùng tay cúi xuống cho trán mũi chạm sàn, nâng người lên, hít sâu vào, trương lưng tới, đẩy lùi hông mình ra phía sau, thở ra, trương dài, trương dài, trương dài tới, siết bụng, thở ra, nâng lên, hít sâu vào, xoay người qua phải, thở ra, vặn người siết eo lại đi nào, tập trung vào, tập ở đâu, tâm trí tập trung vào ở đó, thả lỏng ra. Lên, hít sâu vào, trương người tới gập xuống, thở ra, trương dài người ép căng 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 thêm, siết bụng, thở ra, nâng lên, hít sâu vào, xoay người qua trái, thở ra, vặn người siết eo, thở 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 ra, tập thả lỏng cơ mặt ra, đừng có cau mày, đừng có nhăn mặt lại. Lên, hít sâu vào,
Trường người tới thở ra, đẩy căng mông ra sao, trường lưng xiết bụng thở ra, ế xuống thở ra, nâng lên hít sâu vào. Mình co cái chân phải lại nào, đạp bàn chân xuống, dựng đầu gối lên, mở cái bàn chân ra cho vuông góc với lại chân trái, chống tay phải ra sau, hít sâu, đẩy căng người lên, ngã cái bàn chân trái về phía trước, đạp xuống, đẩy căng lên, xiết mông đùi bụng thở ra, đẩy căng lên, hạ xuống, hít sâu vào. Tay trái nắm cổ chân phải, nghe kỹ nào, tay trái nắm cổ chân, lách cái vai mình, đừng có để cái vai cấn lên cái đùi, lách cho nó ra khỏi, rồi cho cái hông của mình á mới nằm lên trên cái đùi. Vươn tay phải lên, nghiêng hông xuống, thở ra, vòng tay phải qua đầu, nắm mũi bàn chân, để ý xem coi có bị cấn cái vai như cô nói hay không. Cấn thì đẩy cái vai về phía trước cho nó ra khỏi cái chân. Lên, hít sâu vào, chống tay phải, đẩy căng lên, xiết mông đùi bụng thở ra, đẩy căng hông lên, ưỡn ngực lên, buông đầu và vươn căng tay trái theo đầu, hạ xuống, hít sâu vào. Tay trái nắm cổ chân phải, nghiêng lườn xuống đi nào, thở ra, có ý ngay từ ban đầu là cái lườn trái của mình sẽ nằm sát được lên cái chân. Lật cái vai, nhớ cái bắp tay phải sau lỗ tai và xoay mặt nhìn lên trần nhà. Lần nữa nào, hít sâu vào, chống tay phải và đẩy căng người lên, xiết mông đùi bụng thở ra, giữ lại 5, 4, 3, 2, 1, hạ xuống, hít sâu vào, từ từ theo hơi thở, nghiêng hông xuống, thở ra, nghiêng hông, xiết bụng thở ra, lật vai phải, xoay mặt nhìn lên, xiết bụng lại, thở 5, 4, 3, 2, 1, lên, hít sâu vào. Giờ mình xọt thẳng cái chân phải ra, cho nó vuông góc với chân trái, rồi hai tay đang ở sau lưng, đang hai tay sau lưng, thẳng lưng, ưỡn ngực, vươn cầm lên, gập về giữa hai chân, thở ra, gập người xuống giữa hai chân và bật tay cao lên, xiết cơ bụng lại, đặt cái gót chân và đứng bàn chân lên, cảm nhận căng gân khéo, xiết bụng thở ra, xiết cơ bụng gập xuống, thở ra. Nâng lên, hít sâu vào, thả lỏng tay, thu chân phải về, thở ra. Giờ mình đổi chân nè, co chân trái lại, đạp bàn chân xuống, dựng đầu gối lên, vươn hai tay lên, hít sâu vào, chống tay trái ra sau, nhớ xòe rộng bàn tay ra, đặt cái thịt tay nè bám ở dưới tấm thảm của mình, để căng lên, căng hông lên, xiết mông đùi bụng thở ra, hạ xuống, hít sâu vào, đi từ từ cảm nhận sâu vào. Tay phải nắm cổ chân và lách sâu vai ra, nghiêng lườn xuống, nằm lên trên đùi, vòng tay qua đầu, nắm mũi bàn chân, xiết cái bụng thở ra, lật vai trái, xoay mặt nhìn lên trần nhà. Nâng lên, hít sâu vào, chống tay xuống và đẩy căng lên, xiết mông đùi bụng thở ra, hạ xuống, hít sâu vào, nắm cổ chân và nghiêng hông xuống, thở ra, kéo căng 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 căng. Lần nữa, hít sâu vào, chống tay và đẩy căng người lên, thở ra, để căng 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 lên thêm, thả lỏng cổ, buông đầu, vươn căng tay phải theo đầu, 5, 4, giữ tư thế, hít thở đều, không nín thở, 3, 2, 1, hít sâu vào, hạ xuống và tay nắm cổ chân, nghiêng hông xuống, thở ra,
nghiêng hông vòng tay qua đầu, siết bụng, thở 5, 4, 3, 2, 1, lên hít sâu vào, xoạc thẳng chân trái cho vuông gốc với chân phải, dựng hai bàn chân, đặt gót xuống, hai tay đang sau lưng, đỡ thẳng tay ra, rồi đẩy căng lồng ngực, vươn cầm lên, hít sâu vào, trường người tới gập xuống, thở ra được bao nhiêu hay bấy nhiêu, trường tới gập xuống, siết bụng, thở ra, gập bật tay cao lên, siết cơ bụng, thở ra, giữ 5, 4, 3, 2, 1, nâng người lên, hít sâu vào, thả lỏng tay, thu chân về, thở ra, hãy thở sâu vào. Rồi thẳng chân trái, mình bắt chân phải qua trước đầu gối trái. À, bắt chân phải qua trước đầu gối. Nhớ không kéo bàn chân cao hơn cái đầu gối trái, mà là nó nằm ngay chỗ bắp chân trái. À, bàn chân phải mình bắt qua ngay chỗ bắp chân trái. Rồi tay phải vươn lên chống ra sau nè, chống ra sau lưng, chân nào nằm trên tay đó ở sau lưng, vươn tay trái lên, hít sâu vào. Khi mình trường tới là người mình đã xoắn nè, đã xoắn người, đầu gối ép qua trái và người mình vặn tới bên phải để co cái khuỷu tay trái kìm vô cái đầu gối phải và đưa xuống nắm cái cổ chân phải đi nào. Đúng rồi, nắm cổ chân phải, rồi thẳng lưng lên, đẩy căng lồng ngực tới, mở vai phải, xoay cầm theo vai, thở ra, xoay mặt ra sau đi nào, siết cơ bụng, thở ra, thẳng lưng lên nữa. À, cứ di chuyển tay phải của mình lần nó qua phía bên trái, lồng ngực mình đẩy tới cho nó mở căng lồng ngực ra. Rồi vai phải ở đâu xoay cầm theo ở đó đi nào, vai mình xoay ra sau, cầm mình xoay theo vai và nhìn xuống, hướng xuống dưới cầm, đừng ngửa đầu lên. Đẩy lồng ngực tới nửa sừng, đẩy tới nửa làng, đẩy lồng ngực tới, mở căng ra, căng thêm. Trở về, hít sâu vào, chân phải vẫn giữ ở đó. Chống hai tay ra phía sau lưng nè, chống hai tay ra. Rồi nhích mông về bên phải, à, cái chân phải nằm trên, nhích mông về bên phải, ép gối qua bên trái và vặn người qua phải, thở ra, xoay mặt nhìn xa ra bên phải. Đúng rồi, siết eo, thở ra, thả lỏng khuôn mặt ra, tươi cười lên. Trở về, hít sâu vào, thả lỏng tay chân, thở ra, mời đổi bên, bắt chân trái qua bên chân phải, nằm thấp ở dưới đầu gối một chút. Rồi thẳng lưng nè, vươn tay trái lên, chống tay ra phía sau, hít sâu vào, vươn tay phải lên, rồi siết eo lại và ép đầu gối qua bên phải, đỡ xoắn người qua bên trái, co cái khuỷu tay lại, kìm đầu gối xong đưa xuống nắm cổ chân. Đúng rồi, rất tốt. Rồi từ từ mới trả cái mông về nè, hồi nãy lật mông, giờ ép cái mông trái xuống và từ từ xoay trái, thở ra. Mình nhích dần nè, tay mình đang đầy, nhích dần tay qua, nhích dần tay qua, còn cái vai phải đẩy tới, đẩy lồng ngực tới, đẩy tới, xoay cầm theo vai trái, siết cơ bụng lại, thở, siết sâu, thở, cố gắng hít thở đều. Khi này vặn ép vào phổi, mình phải nghĩ đến hơi thở, hít thở có ý thức vào. Trở về, hít sâu vào, vươn tay lên và chống hai tay ra phía sau, hơi ngả lưng về phía sau chút á, rồi nhích mông về bên trái, rồi vặn người ép đầu gối qua bên phải, xoay mặt nhìn qua bên trái, thở ra, siết eo lại, siết thêm, siết thêm, thở, siết thêm, thở. Trở về, hít sâu vào, trả mông về,
thở ra, thả lỏng tay chân, hít thở sâu. Co gối lại, mở hai chân rộng bằng vai, hai tay song song, hai tay song song, hít sâu vào, cuộn từng đốt sóng xuống tập cơ bụng nào. Thở ra, cuộn 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 cuộn, siết cơ bụng lại, cuộn siết cơ bụng, thở lên, gồng chắc bụng lại, đi lên, hít sâu vào, nhớ không gồng vô thắt lưng nha. Nghe đau thắt lưng là mình tập sai, mình dùng lực sai, dùng toàn bộ lực vào cơ bụng của người ra sao, siết cơ bụng, thở thở thở, không gồng vai, không gồng cổ, toàn bộ tập trung vào cơ bụng, lên, hít sâu vào, cuộn lưng ra sau, gồng bụng, thở thở, siết lại, siết thêm, siết thêm, siết thêm, siết thêm, thấp xuống nữa, chung thấp xuống, lên, hít sâu vào, bốn, thở ra, siết cơ bụng, hạ từ từ, từ 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 xuống, lên, hít sâu vào, năm, thở ra, siết cơ bụng, siết cơ bụng, hạ, thở 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 thở, lên, hít sâu vào, năm, thở ra, siết cơ bụng, hạ từ từ, thở 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 thở, lên, hít sâu vào, sáu, thở ra, siết cơ bụng chắc lại, chắc lại, chắc lại, xuống, lên, hít sâu vào, cố lên, bảy, thở ra, gồng chắc bụng đi nào, tay vai cổ thả lỏng ra, lên, hít sâu vào, tám, thở ra, gồng bụng siết lại, siết lại, siết lại, lên, hít sâu vào, chín, thở ra, siết cơ bụng lại, siết sâu, siết sâu, lên, hít sâu vào, mười, siết cơ bụng, thở ra, giữ lại nè, rồi nâng hai chân lên chiếc thuyền đi nào, lên, gồng bụng giữ, mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một, từ từ hạ người nằm xuống luôn, hít thở sâu vào, hít thở sâu, thở hết hơi ra, tiếp tục nè, vẫn lên chiếc thuyền, đầu và chân cùng độ cao với nhau, hít sâu vào, gồng chắc cơ bụng, nâng người lên, siết lại, thở ra. Mạng của bé Lan này sao mà cứ văng ra văng vô. Hạ xuống, hít sâu, chậm chậm, hạ đầu và chân cùng lúc, và khi lên cũng cùng lúc, để cho bụng trên bụng dưới gồng cùng lúc lại với nhau. Hai, lên, siết chắc lại, đi lên nè, đầu và chân cùng độ cao nè, đừng rụt cổ nha, đừng gồng vô cái cổ, đừng gồng vô thắt lưng. Hạ xuống, từ 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 từ, tay chân xuống một lúc, tay chân đầu lên một lúc, xuống một lúc, ba, lên, xuống, từ từ, hít thở sâu vào, hít sâu, bốn, lên, xuống, năm, lên, xuống, cảm nhận đi theo hơi thở lên xuống, sáu, lên, xuống, hít sâu, bảy, lên, siết bụng lại, thở xuống, hít sâu, tám, lên, siết cơ bụng, thở xuống, hít sâu, chín, lên, xuống, hít sâu, mười, lên, siết cơ bụng lên, giữ, mười, chín,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hạ xuống. Tay trái đặt lên bụng, tay phải đặt lên trên. Tay trái rồi xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Tưởng tượng cái mặt bụng của mình là cái mặt đồng hồ. Đó, mình xoay theo chiều kim đồng hồ, nhu động đường ruột, phòng chống táo bón, tống hết cặn bã ra ngoài. Hít thở sâu, xoa bóp nội tạng. Nằm sắp xuống tập cây cung. Nằm sắp xuống đi nào, gấp hai cẳng chân lên, hai tay nắm hai cổ chân, thở hết hơi ra, hãy vào từ từ, nắm chặt chân và kéo căng người lên, chân bật cao lên để kéo căng tay vai lên, ưỡn ngực vươn cầm lên. Hạ xuống thở ra. Hai hít lên, kéo căng lên. Hạ xuống thở ra. Đừng gồng vai, đừng rụt cổ lại. Ba lên, kéo căng lên. Nâng ngực lên nữa Dung ơi. Xuống thở ra. Đầu và chân cân đối với nhau. Bốn lên. Lên nào, bung cao chân lên. Bật chân ra nữa Lan ơi, bật chân mạnh lên. Hai lực đối kháng đúng rồi. Hạ xuống thở ra. Cảm nhận hai lực đối kháng, tay nắm chặt chân. Chân bật cao lên để kéo lôi cái thân trên lên, nâng lồng ngực lên, mở vai căng lồng ngực ra. Lên, cao lên nào, cao lên, rồi lăn luôn, lăn bụng bập bên, massage bụng nào, massage buồng trứng nào. 1, 2, cố lên, 3, 4, đánh bay mở bụng, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hạ xuống, co tay. Xoay mặt qua bên trái, hít thở sâu vào. Cảm nhận hơi thở bụng đi nào. Khi hít sâu vào, bụng căng 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 lên. Thở ra, bụng xẹp xuống, xẹp xuống, xẹp xuống. Lúc nào mà mình sợ mình thở không biết có đúng hay không, mình nằm sấp xuống và tập trung suy nghĩ vào hơi thở bụng. Mình sẽ kiểm soát được, mình sẽ cảm nhận được là đang tập đúng hay không. Khi mình hít vào, không phải lồng ngực đẩy căng lên, mà là bụng mình đẩy căng người mình lên. Khi thở ra, bụng mình xẹp xuống, xẹp xuống, xẹp xuống. Người mình hạ xuống như quả bóng xì hơi. Hít sâu vào, cảm nhận bụng mình căng 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 và đẩy người lên, chứ không phải lồng ngực căng lên. Đó là hít thở bằng cơ hoành, hít thở sâu được á. Thở ra. Hít sâu vào. Thở ra. Lần nữa nào, hít sâu vào. Lúc nào mình thấy mình mệt quá, mình bị hụt hơi, tập trung vào hơi thở, lấy hơi thật sâu để nạp oxy đầy vào buồng phổi. Rồi thở ra từ từ. Lúc nào hồi hộp, căng thẳng hoặc là tức giận, đều tập trung vào hơi thở. Nó sẽ kiểm soát lại được huyết áp, nhịp tim của mình. Nó sẽ điều chỉnh được tâm trạng của mình. Lật ngửa người trở ra. Nâng tay chân lên vỗ vào nhau. Tay này vỗ vào tay kia, chân này vỗ vào chân kia. Đổi bên.
co tay co chân vỗ vào nhau. Co gối lại, vòng tay ôm gối, ép đùi sát vô bụng ngực, ép sát vào. Thở. Hít vào, nâng đầu lên, mũi chạm gối, đừng bật đầu gối ra. Mình gồng cơ bụng và nâng đầu lên, còn chân mình vẫn sát vô bụng ngực. Lăn lưng, massage lưng. Hạ đầu, lăn phải trái. Nâng tay chân lên, rung 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 tự do. Chậm chậm xoay mặt qua phải, xoay qua trái, trở về giữa, duỗi thẳng cổ, cằm hướng vào ngực, thấp bụng ép sát thắt lưng xuống, buông lỏng ra, thư giãn thả lỏng thật sâu từ ngón chân cho đến đỉnh đầu. Phải thật sự thư giãn thả lỏng thì cơ thể mình mới khỏe được. Đừng có suy nghĩ ở đâu ngoài cái lời dẫn của cô hết. Tập trung vào lời dẫn của cô và hướng cái lời dẫn của cô đến thân thể của mình. Rồi buông lỏng thân thể của mình ra.
Bàn tay hơi cong lại, hơi cong lại, ức lại, gỗ gồng.